quý vị, mình đang ở vườn thú của khu Đại Nam ha mọi người. Thấy là đây là con vườn. Rất là đông người ha. Đây là mọi người coi. Khách khứa rất là đông chen chúc nha. Rất là đông đúc chen mà. Chào mừng quý vị, nãy giờ mình cũng đi tham gian cái vườn thú rồi đúng không? Bây giờ thì chúng ta đi vào nội dung chính. Hiện tại bây giờ khu du lịch Đại Nam rất là đông đúc, kể cả là hàng ngàn hàng vạn người, nhưng mà trong này lại thiếu một người đúng không mọi người? Thiếu một người thì chúng ta rất là lo lắng, cũng như là xe ôm khách hàng thì trong thời gian này cũng rất là nhạy cảm. Khu du lịch Đại Nam cũng hoạt động rất là bình thường, hoạt động rất là vui vẻ. Cái đó là chúng ta phải nhìn nhận được rằng công ty Đại Nam dù bất cứ một cái giá nào cũng không thể nào ngã xuống, cũng không thể nào nằm xuống, mà sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Mặc dù các cái thế lực thù địch hiện tại bây giờ nó rất là dùng những cái thủ đoạn rất là để tiền, thậm chí là những cái thủ đoạn hết sức là chèn ép đối với dư luận để đè bẹp công ty Đại Nam và đè bẹp tất cả những người mà làm trong công ty Đại Nam, kể cả là những người ủng hộ cho Sơn Nguyễn Phương Hằng. Thì chúng ta thấy đối với cái vụ việc của Sơn Nguyễn Phương Hằng đó, thì nếu như mà giai đoạn này chúng ta đi thăm thì rõ ràng là rất là khó khăn. Tại vì sao? Tại vì nếu như mà giai đoạn viện kiểm sát chuyển hồ sơ lên hội đồng xét xử, hoặc là trong giai đoạn có thể là xem xét tình huống và đánh giá toàn diện lại sự việc, thì nếu như có người đi thăm thì rõ ràng ở đây người ta sợ, rất là sợ về vấn đề thông cung. Nên cái việc mà cho đi thăm thì quả là khó khăn, nhưng mà bằng cái hy vọng của mình thì một lát nữa mình sẽ lên là T30 đi thăm CEO Nguyễn Phương Hằng. Còn chuyến đi cụ thể như thế nào thì em sẽ trực tiếp cho mọi người thấy. Mấy anh chị thấy rất là đông đúc không? Đông đúc và mọi người đông đúc tấp nập qua lại ở thời gian của CEO Nguyễn Phương Hằng vắng mặt, nhưng mà công ty Đại Nam vẫn hoạt động ra bình thường, chứ không phải giống như là đổi chủ, giống như anti-fan hay kể cả là thiếu nợ, bể nợ gì đó giống như là một số người đã công bố nha mọi người. Đại Nam rất là vui nhộn nha. Thời gian này mọi người thấy khán giả vô đi. Khách đi du lịch rất là đông. Đây em đã ra, em đặt ngoài lộ cho mọi người thấy cái lượng khách đi. Mọi người thấy cụ thể là như thế nào? Lượng khách rất là đông nha. Ok, em chào tất cả mọi người. Thì chút nữa quý vị khán giả cùng mình đồng hành trực tiếp lên T30 nha mọi người, để đi thăm CEO Nguyễn Phương Hằng. Thì hôm nay mình sẽ quay clip nhưng mà không nói về nội dung gì. Thì hôm nay ngày vui, chủ chốt là ngày vui ha. Quay cho mọi người khán giả biết là cái lượng khách đi vô công ty Đại Nam mình như thế nào. Chiều nào cũng rất là đông ha. Đông lắm.
Nãy giờ em đi dạo một cái vườn thú cũng xung quanh. Thú thì rất là đẹp mọi người đúng không? Thú rất là đẹp mắt, kể cả là những con thú cũng rất là dễ cưng. Nhưng mà chúng ta thấy mà lấy nhờ một số tên người đặt tên cho thú thì hồi nào giờ luật pháp chưa quy định về pháp lực, cũng như là tất cả các kênh anti-fan đã quy chụp vào những người mà đặt tên cho thú là vi phạm pháp luật, thì ở đây là hoàn toàn không có cơ sở nha. Tất cả các cái điều khoản không quy định về đặt tên cho thú là dựa trên người, nên từ chỗ đó là cái việc mà nói với công ty Đại Nam mà đặt tên người cho thú là sai, là không có đúng nha. Trong tất cả các bộ luật hay tất cả các quy định của pháp luật thì không hề có những cái quy định này. Và hiện tại bây giờ theo như bản thân tôi suy nghĩ, nếu như đặt tên những người đó mà gắn ghép vô con thú thì thật tình mà nói tội nghiệp cho mấy con thú này. Tại vì mấy con thú này nó không biết nói xấu người, nó cũng không biết là nói xấu đến là những cái người này người kia, hoặc là nó không biết ăn chặn từ thiện, hoặc là nó không biết làm những chuyện xấu xa giống như là cái bọn kia. Nên mà bây giờ nói như gắn ghép những cái tên người đó vô con thú này thì rõ ràng là rất là tội nghiệp cho con thú này, đúng không ạ? Nên là con thú này rất là dễ thương, bản thân nó rất là hiền lành, nhưng mà còn những người kia thì sao? Hiện tại bây giờ khuất tất từ thiện, chửi bới khán giả, quảng cáo đồ giả, đồ kém chất lượng, đủ thứ hết. Thì mọi người thấy là nếu như mà rắn ghép vô một con thú, con gấu hay con ngựa hay con hươu hay con nai thì rõ ràng là không thể nào mà được ha. Tội nghiệp cho mấy con thú này. Mọi người biết ha. Ok, em chào mọi người nha.